Dạ, yeah, trân trọng kính chào quý tơ con Chúa, chúng ta rất là vui trở lại với nhau qua lời của Chúa ngày hôm nay, chúng ta rất là vui, chúng ta đã đọc hết đoạn 23 rồi, hôm nay chúng ta đọc đến đoạn 24 của Lê Vì Ký, đoạn uh, của Lê Vy Ký, ở trong cái hành trình xuyên suốt lời của Chúa của chúng ta ở đây ta cầu nguyện để Chúa thương xót chúng ta để chúng ta cứ tiếp tục trung tín ở trong lời của Chúa và được nuôi dưỡng mỗi ngày ở trong lời của Chúa và chúng ta khám phá ra được những lẽ thật và những điều mới mẻ trong lời Chúa cho chúng ta hàng ngày và đó là cái lúc mà chúng ta đang xây dựng đời sống của mình trên nền tảng của lời Chúa và để lời Chúa cứ mỗi ngày ghi tạc vào lòng của chúng ta hầu chúng ta không rời xa hay là không phạm tội với Chúa ở trong mọi sinh hoạt của cuộc sống mình nhưng chúng ta sống theo ý muốn của Chúa hàng ngày được bày tỏ ra trong mọi cái sinh hoạt đó À, chúng ta hiệp ý cầu nguyện để chúng ta cùng à, nghe lời Chúa và đọc lời Chúa chung với nhau ở đây. Thì Chúa chúng con vui mừng, tạ ơn Chúa một cơ hội quý báu nữa. Chúng con trải lòng, chúng con ra trải tâm trí, chúng con ra tâm tình, chúng con ra ở trước lời của Ngài. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động sâu xa, làm khiến lời của Chúa làm chúng con mềm mại ở trước lời của Ngài. Hồi chúng con tan chảy ra trước những sứ điệp mà Chúa muốn bày tỏ cho chúng con. Cảm ơn cha rất là nhiều. Bây giờ chúng con chưa biết Chúa dạy chúng con điều gì. Nhưng biết chắc chắn một điều rằng lòng chúng con sẵn sàng, tâm trí chúng con sẵn sàng mọi sự. Trong chúng con đã sẵn sàng nguyện thánh linh của Đức Chúa Trời phán với chúng con kẻ tôi tơ của Ngài đang nghe. Cảm ơn cha rất nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta đọc đoạn 24 như sau. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, còn hãy truyền bảo dân Israel đem dầu ô ép nguyên chất đến thắp đèn để giữ đèn cháy luôn. À, để giữ đèn cháy luôn có nghĩa rằng là 24 trên 24 À, nhưng mà đọc tiếp thì xem sao Aaron đặt đèn đó trong đề trong liều hội kiến bên ngoài bức màn che hòm chứng ước tức là hòm chứng ước ở trong nơi thánh bức màn che đó là lúc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá và mọi sự đã xong đó thì bức màn đã xé ra đó là chính là cái bức màn ở chỗ này nhưng mà cái thời của Chúa Giêsu là cái bức màn ở trong đền thờ nhưng mà nó là cái bức màn này đây bức màn và phân cách giữa nơi trí thánh và nơi thánh. À, nơi thánh là nơi mà các thầy tế lễ thường xuyên đi lại, mà nơi trí thánh là nơi hiện diện và nơi ngự của Đức Chúa Trời. Trong đó có hòm giao ước, ở à, trong đó và Chúa ngự ở giữa hai cánh cherubim xẻ ra đó ở trong một cái trụ khoai bạc trụ mây đó à, đó là cái hình ảnh mà chúng ta tưởng tượng ra ở trong cái chỗ nơi chí thánh và nơi thánh làm sao và thưa quý vị cái chân đèn đó đèn thì để trong lễ hội kiến nhưng mà bên ngoài tức là ở trong nơi thánh chứ không phải nơi chí thánh ở bên ngoài đó thì đèn đèn luôn cháy trước trước mặt Đức Jehovah đem dầu đến để làm gì để đèn luôn cháy trước mặt Đức Jehovah từ chiều đến sáng đến sáng như vậy từ chiều đến sáng có nghĩa rằng là ban đêm <laughs> à, nhưng mà ở đây ở trên thì để giữ cho đèn cháy luôn có nghĩa là luôn này là luôn từ chiều cho đến sáng hay là luôn là 24 trên 24 à, điều này thì mình sẽ xem lại nhưng mà ở đây cho chúng ta thấy rằng là à, đèn sẽ được sáng và dầu chúng ta thấy yếu tố là dầu và đèn à, sẽ được sáng cho nên chúa chúng ta lời chúa cho chúng ta thấy rằng lời chúa chính là ngọn đèn cho chúng ta và ánh sáng cho đường lối của chúng ta vì à, lời chúa rất cần và ở đây thấy dầu nữa dầu với lại đèn nó không thể phân cách với nhau được À, chỗ nào có dầu thì phải có đèn, có đèn này có cái dầu để hai cái chất xúc tác này tác dụng với nhau để nó bày tỏ ra ánh sáng. Đây là một hình ảnh mà trong đời sống của chúng ta cũng phải để ý điều này ở trong cuộc đời của mình là bởi vì trong cuộc đời của mình hai điều mà không thể thiếu à, đó là tí nữa mình nói thêm những điều khác nhưng mà tại chỗ này mình thấy hai điều không thể thiếu đó là lời của Chúa và và thánh linh của Đức Chúa trời dầu và đèn à, dầu là thánh linh của Chúa đèn là lời của Chúa làm thế nào để giàu đó và đèn đó được được uh, quện chặt với nhau để rồi ánh sáng được bày tỏ ra để dẫn lối đời sống của mình để mình sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời phải có thanh linh và 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 lời của Chúa. Nếu mình không có lời của Chúa đó thì mình sẽ có những cái quyết định nó thô thiển ở trong quan điểm của con người mà nó không có không có liên hệ và và gần gũi đi sát với lời của Chúa. Cho nên lời của Chúa rất cần ở trong cuộc đời của chúng ta để làm ánh sáng cho chúng ta đi tới và chúng ta biết con đường nào chúng ta cần phải bước đi cho nó nó đúng ở trong chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời và chính thánh thánh linh của Đức Chúa Trời làm cho lời của Chúa mỗi ngày được sáng lên ở trong cuộc đời của mình. Nó tạo nên một sự sáng ở trong đời sống của chúng ta. Thánh linh và lời của Chúa sẽ tạo nên một sự sáng ở trong cuộc đời của mình. Đó là hai điểm mà chúng ta cần phải để ý ở trong cuộc sống của mình. Ở đây nói gì nữa nè. À, à, tiếp tục đọc câu 3 trở lại đi Aaron đặt à, sẽ đặt đèn đó ở trong liều hội kiến bên ngoài bức màn che hòm chứng ước để đèn luôn cháy trước mặt Đức Jehovah hôva từ chiều đến sáng đây là quy định đời đời cho mọi thế hệ của các con Aaron sẽ đặt các đèn trên chân đèn bằng vàng rồng để đèn thường xuyên cháy trước mặt Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, cuộc đời của chúng ta phải thường xuyên được thắp sáng ở trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt Chúa qua lời của Chúa và thánh linh bằng lời của Chúa và thánh linh của Chúa. Lời của Chúa và thánh linh của Chúa tác động lại thì đèn trong cuộc đời của chúng ta nó sáng ra. À, à, nó tạo nó phát ra một ánh sáng anh thiên thượng đó ở trong cuộc đời của mình mà chính ánh sáng đó nó cần phải được duy trì ở trước mặt Đức giê hay là trong sự hiện diện của của Chúa. À, chúng ta sẽ sẽ tắt liệm đi khi cuộc đời chúng ta không có lời của Chúa. Chúng ta có thể tin Chúa và dường như chúng ta có cảm nhận là Chúa Thánh Linh ở đâu đó trong cuộc đời của mình. Nhưng nếu chúng ta không có lời của Chúa thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời không có chất xúc tác để tạo nên một sự sáng ở trong cuộc đời của mình được. Cho nên là người tin Chúa quý vị để ý đi. Cái người mà thiếu căn bản trên lời của Chúa đó. Cái người thiếu căn bản ở trên lời của Chúa là người luôn luôn có những cái quyết định nó khập khiển ở trong đời sống Đức tin của mình. Nó không có những cái quyết định dứt khoát và rõ ràng căn cứ trên lời của Chúa. Và đôi khi nó không có cái sự trong sáng ở trong trong lời của Chúa, trong ý muốn của Chúa. Và hầu hết là chúng ta rất khôn ngoan về phương cách của con người. Nhưng mà cái cách của của nền tảng kinh thánh và những gì trong ý muốn của Chúa thì nó rất thô thiển ở trong đời sống của mình. Một khi mình không có lời của Chúa thì cái chất xúc tác với thánh với giàu đó nó không có để tạo nên một sự sáng ở trong cuộc đời của mình và khi ông có sự sáng thì nó sẽ là mờ mờ nó sẽ là một bóng đêm nó sẽ là cái gì đó không rõ ràng nhưng khi chúng ta thật sự đặt lời của chúa trong đời sống của mình thưa quý vị mình sẽ thấy mọi sự rất rõ từ tội lỗi của mình mình thấy rất rõ mình không còn có những cái bào chữa để che đậy những cái yếu đuối thầm kín trong lòng của mình nữa nhưng mà mình tự do mình ăn năn được mình tự do mình bày tỏ ra được mình tự do mình lìa bỏ nó ở trong thẩm quyền của đấng Chris cho đời sống của mình hay nói đúng hơn lời của Chúa và giàu thánh linh của Đức Chúa Trời luôn luôn là chất xúc tác để quện chặt với nhau để mang lại cho chúng ta một sự sáng hầu trong trong cái chỗ đó chúng ta giữ mình ở trong đấng Chris liên tục cho nên nó liên hệ một cách rất là đặc biệt như vậy ở trong cuộc đời của mình và quý vị nhớ rằng là trong ta à, tân ước cũng cho chúng ta thấy là gì cuộc đời của chúng ta đã được mua bằng giá cao rồi cho nên bây giờ mình thân thể của chúng ta là đền thờ thánh linh đức chúa trời đang ngự quý vị nhớ điều đó cho nên ở đây nó là gì Đè, đèn ở trong đền hay là trong liều hội kiến tức là trong đền thờ nơi mà chúa ngự đó thì chính nơi đó phải được sáng luôn À, cảm ơn Chúa điều đó và Thánh Linh lăn ngự trong cuộc đời của mình chúng ta có cái giàu đó rồi bây giờ đem lời của Chúa vào trong cuộc đời của mình để, để à, mang hay là giữ mình luôn sáng ở trước mặt Đức Chúa trời đó là cái cái điều chúng ta cần phải để ý cho nên cái việc mà chúng ta giữ mình liên tục ở trong cái hành trình xuyên suốt kinh thánh hay là không cần ở trong cái hành trình này đi nữa ở chỗ nào cũng được miễn là chúng ta cứ giữ mình ở trong lời của Chúa là được À, nên cứ đặt mình ở trong lời của chúa nuôi dưỡng mình ở đó đó là cái điểm quan trọng và tôi nói rằng suốt đời cuộc đời tôi ngày nào tôi còn sống tôi cũng sẽ phải nói điều này cho đến khi mà tất cả chúng ta ai à, mọi người có thể nắm bắt được cái điểm quan trọng này trong cuộc đời của mình thì lúc bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái cái đời sống tin kính và xây dựng ở trên lời của Chúa cách dứt khoát và rõ ràng được còn bằng không thì chúng ta rất là mập mờ trong đức tin của mình Đến cái điểm thứ nhì đó là câu số 5 cho chúng ta thấy như thế này. Hãy lấy bột lọc nướng 12 ổ bánh. 12 ổ bánh ở đây có nghĩa rằng bài biểu tượng của 12 chi phái Israel đó. Mỗi một ổ bánh cân nặng 2 kg rồi xếp thành hai hàng. Có nghĩa là một bên là 6 chi phái. Mỗi hàng 6 ổ à, à trên bàn bọc bằng vàng trước mặt Đức Sê Hô Va đặt 6 bánh đó trên cái bàn à, gọi là bàn, bàn đựng bánh trần thiết đó. Yeah. cứ mỗi hà mỗi hàng hãy rắc nhũ hương nguyên chất để tượng trưng cho việc dân bánh như là tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Mỗi ngày Sa-bát A-rôn phải thường xuyên sắp xếp các ổ bánh này trước mặt Đức Giê-hô-va thay cho dân Israel như một giao ước đời đời. Bánh đó thuộc về A-rôn mà các con trai người họ ăn tại một nơi thánh vì đó là phần rất thánh dành cho họ từ các của lễ được dùng dân dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va đây là quy định đời đời cho các con mọi thế hệ. Oh, cảm ơn Chúa. À, chúng ta thấy à, bánh ở đây là biểu tượng của à, cái mười um, hai biểu tượng cho cho dân sự luôn hiện diện trước mặt Đức Giê-hô-va và bánh đây là một cái hình ảnh là một sự ban cho của Đức Chúa trời, sự tiếp trợ của Đức Chúa trời đầy đủ cho dân sự của Ngài. Và thưa quý vị, ở đây nó không chỉ dừng lại tại đó, nhưng nó là cái hình ảnh mà sự ban cho dân sự của Chúa một cách đầy trọn ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ chính là bánh hàng sống được ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời để tiếp cung ứng cho dân sự của Chúa một sự no đủ. Và thưa quý vị, ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta được sự ban cho no đủ đời đời nó đủ đời đời nếu bước ra khỏi đấng Christ tức là à, chính Chúa Giêsu cũng nói ta là bánh hàng sống đó có nghĩa rằng là ai ăn bánh này sẽ được sống, có nghĩa rằng Chúa cung ứng cho chúng ta một cái bánh mà ăn vào và chúng ta được sống cho đến đời đời. Tức là khi chúng ta đặt lòng tin của chúng ta nơi Chúa và Chúa nói rằng là nếu các ngươi không có phần chi với ta đó thì thì nó không có một cái không hưởng được cái đặc ân này. Vì vậy giữa chúng ta với Chúa nó có một cái phần rất thiêng liêng khi chúng ta tin cậy Chúa, chúng ta dâng đời sống mình cho Chúa và mời Chúa làm chủ đời sống của mình, chúng ta đầu phục Chúa, ngài cai trị điều khiển cuộc đời của chúng ta. Đó là lúc chúng ta dự phần với Đấng Christ và chúng ta có phần ở trong ở trong Đấng Christ và đấng Christ chính là những gì mà đại diện cho chúng ta trước mặt dân sự à trước mặt Đức Chúa, Đức Chúa Trời cũng giống như bánh là biểu tượng cho dân sự ở trước mặt Đức Chúa Trời và bánh đó nó cũng là một sự cung cấp đầy đủ của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa. Vì vậy khi nói đến bánh trần thiết hay là nói đến bánh mười 12 ổ bánh nó nói đến một cái hình ảnh rất là đặc biệt ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài vừa là đại diện cho tất cả chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và chính đó cũng là sự cung ứng đầy đủ nhất của Đức Chúa Trời cho từng cuộc đời của chúng ta. Vì vậy hãy có phần ở trong những ổ bánh này những có hãy có phần ở trong ổ bánh này tức là hãy có phần ở trong thân thể của đấng Christ vì mỗi khi dự tiệc thánh chúng ta nên luôn nhớ đến cái điểm đặc biệt này cho đời sống của mình rồi chúng ta dự hàng tháng là vậy để làm gì để nhắc lại chúng ta có phần ở trong thân thể của đấng Christ chúng ta luôn đã đặt luôn ở trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Giêsu Christ là điểm đó rất là đặc biệt và chúng ta đừng đánh mất cái điểm cái địa vị này ở trong cuộc đời của mình hay là cái đặc ân đặc biệt này ở trong cuộc đời của mình thì nếu chúng ta đánh mất điều đó nó là một sự thiệt thòi lớn cho chúng ta ở trong đời sống đức tin chúng ta sẽ không kinh nghiệm và không khám phá được những cái vẻ đẹp thiêng liêng và thuộc linh mà khi chúng ta có được ở trong mối liên hệ với Chúa qua lời của Chúa và qua thánh linh của Ngài cho nên cảm ơn Đức Chúa Trời như vậy Hãy cứ lấy lời của Chúa và chính Chúa cũng nói lời ta là 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 thức ăn lời ta là bánh tất cả những điều đó nói đến và Chúa trong kinh thánh cũng nói rằng là à là Chúa Giêsu chính là ngôi lời tức là lời của Đức Chúa Trời và lời của Chúa không hề qua đi. Tất cả những điều đó nó liên kết nó nói kết ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tất cả điều nằm ở trong chỗ đó là một sự cung ứng đầy đủ trọn vẹn từ Đức Chúa Trời cho từng cuộc đời của chúng ta. Tạ ơn Chúa vô cùng. Có một con trai, có một đứa con trai, chúng ta đang đọc ở câu 10, có một đứa con trai mẹ là người Israel, cha là người Ai Cập đến giữa dân Israel đánh nhau với một người Israel ở trong trại. Con trai của người đàn bà Israel đó xúc phạm và nguyền rủa danh Đức Giê-hô-va người ta dẫn nó đến môi xe tên của mẹ nó là Selomit, con gái của điệp ri thuộc bộ tộc đan người ta nhốt nó vào ngục cho đến khi ý muốn của đức chúa trời được bày tỏ rõ ràng ờ, có một đứa con trai đi vô trại đánh lộn với nhau rồi nguyền rủa à, xúc phạm và nguyền rủa danh của chúa thưa quý vị mình có thể đánh lộn với nhau mình có thể làm cái gì đó bày tỏ cái tính xác thịt của mình nhưng thưa quý vị đừng dùng cái đừng để cái lúc nổi giận đó mà trở nên bày tỏ những cái chuyện không hay nguyền rủa không hay xúc phạm không hay đặc biệt ở đây xúc phạm và nguyền rủa danh được chúa giê thưa quý vị chúa cũng cấm chúng ta chứ dạy chúng ta rằng là gì chớ lấy danh của chúa ra làm chơi nhưng cẩn thận điều đó đây nguyền rủa danh của chúa là một à, xúc phạm và nguyền rủa danh của chúa là một điểm hết sức là quan trọng và một cái tội rất là kinh hoàng ở đây chứ không phải một cái chuyện đơn giản đâu cho nên à, ở như có lần à, cái đoạn trước đó một con gái của thầy tế lễ mà à, làm sỉ à, nhục mình tự sỉ nhục mình mà làm gái mại dâm đó rồi, rồi làm điều đó làm sỉ nhục thầy tế lễ là cái người con gái đó phải bị xử tử và thưa quý vị, à, cái việc mà xỉ nhục hay là à, làm nhục danh, làm nhục cha mình nó không đơn giản là là cha mình mà thôi. Nhưng Thầy Tế Lễ là những thành phần được biệt riêng ra là của Đức Chúa Trời. Làm xỉ nhục những người thuộc về Đức Chúa Trời, nó cũng như xỉ nhục Chúa. Vì vậy, ở đây xúc phạm đến ai đó đang tự nhiên đi đánh lộn với người ta rồi từ đó xúc phạm với nhau rồi dẫn đến cái chỗ xúc phạm và nguyện rửa danh của Chúa trong đó. Cho nên thưa quý vị, chúng ta là đầy tớ Chúa lẫn nhau hay là chúng ta là thầy tế lễ của nhà vua đó, chúng ta cẩn thận ở trong chỗ này. Bởi vì đôi khi chúng ta trở nên kẻ xúc phạm nhau rồi xúc phạm đến danh của Chúa và nguyền rủa nhau và nguyền rủa luôn cả danh của Chúa nữa nên cẩn thận để rồi chúng ta không bị rớt vô cái chỗ sai lầm kinh hoàng này. Rồi gì nữa khi bị như vậy Khi xúc phạm đến danh của Chúa Thì làm gì Nhốt ở trong ngục chờ cho đến khi Ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ ràng ra cho họ Và câu 13 nói rằng là Đức Jehovah Hô Va phán với môi xe Hãy đem cả nguyền rủa đó ra ngoài trại Làm gì Tất cả những ai nghe Những lời rủa xả đó Đặt tay trên đầu nó Để làm gì để trả lại tất cả sự nguyền rủa đó tất cả trả lại tất cả những cái sự xúc phạm đó lại cho nó. Cho nên thưa quý vị, chúng ta cầu nguyện chỗ này nè. Ở trong cái đời sống của mình đó, trong cái thực tế của đức tin mình đó, rất nhiều lần chúng ta nghe những lời nguyện rủa đó, nghe những lời xúc phạm đó. Thưa quý vị, thậm chí những người nghe thôi đó, cũng sẽ phải trả lại cho cái sự nguyền rủa đó nữa chứ không phải đơn giản mình nghe rồi mình để đó mà thôi nhưng mình nghe mình còn phải chịu trách nhiệm đối với những điều đó nữa và thưa quý vị ngoài việc chịu trách nhiệm ra mà chúng ta thường rơi vô một cái lỗi lầm là mình nghe những lời nguyền rủa đó mình nghe những lời xúc phạm đó rồi mình lại đi nói lại cho người này truyền lại cho người kia đó trở nên một cái sự điều đó kinh hoàng bởi vì ngày hôm nay như tôi thường nói mình chưa bị xử tử là bởi vì ân điển của Chúa quá dư đầy cho chúng ta. Vì vậy đừng xem thường ân điển của Chúa trong đời sống của mình. Đó là điều mà tôi ước ao lập đi lặp lại trong cái hành trình dài này để hầu chúng ta cùng nhớ cho đôi khi mình không 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 để ý đến những cái điểm đó trong cuộc đời của mình rồi mình Xúm nhau để nguyền rủa nhau Xúm nhau để xúc phạm nhau Nhóm bên này xúc phạm nhóm bên kia Nhóm bên kia xúc phạm nhóm bên nọ Thưa quý vị tất cả những điều đó Hoàn toàn đã đưa tất cả chúng ta Giàu là nhóm nào đi nữa Chúng ta cũng đi đến cái giai đoạn xúc phạm nhau và đôi khi xúc phạm những thầy tế lễ của vai trò tế lễ của chính mình là đang xúc phạm đến danh của Chúa đó hãy cẩn trọng ở trong cái chỗ này trong đời sống của mình cho nên ông sứ đồ Phaolô trong suốt cả các thư tín lòng luôn nhắc đến cái chuyện là thầy lay like chuyện của người khác mình dễ mình thích cái thầy lay like chuyện của người khác lắm cho nên đôi khi mình thầy lay like chuyện người khác nó dẫn đến mình xúc phạm anh em của mình và mình xúc phạm đến danh của chúa hồi nào vô tình hay cố ý hồi nào đó mình không không để ý ra cho nên cẩn thận Cẩn thận để chúng ta không phải đặt mình vô cái chỗ à, không hay này ở trong cuộc đời của mình. Và những người đó phải làm gì? Hãy đem ra sự tử. Ở đây là Đức Jehovah phán với môi xe hãy đem cả nguyên rủa ra ngoài trại và tất cả những ai nghe nó phải đặt tay trên đầu nó có nghĩa là trả lại tất cả những gì mình nghe về sự xúc phạm đó và sự nguyên rủa đó cho nó và sau đó làm gì? Toàn thể dân chúng phải ném đá nó sau khi trả lại tất cả những sự nguyền rủa đó rồi những sự xúc phạm mà mình đã nghe rồi thì cái người đó bị chịu ném đá rồi con hãy nói với dân Israel rằng người nào nguyền rủa Đức Giê-hô-va sẽ phải mang tội ai xúc phạm đến danh Đức Giê-hô-va hẳn sẽ bị xử tử à cả hội chúng sẽ ném đá người đó dầu là ngoại kiều hay người bản xứ ai xúc phạm đến danh Đức giê hô va đều sẽ bị xử tử rõ ràng cho nên ngày hôm nay con người có thể ngoài kia xúc phạm đến danh Đức giê hô va không có nghĩa là họ đang bình yên đâu chưa tới thời điểm của Đức Chúa Trời đó vì vậy mình đừng có phiền phức vì gì gì về những kẻ ác cả cái gian ác cái bất công đừng phiền phức gì đến họ có thể họ đang thịnh vượng ở đâu đó nhưng đừng lo đức chúa trời của chúng ta sẽ có lúc thời điểm của chúa thậm chí thưa quý vị giàu rằng là nó sự sự sự, sự gian tà đó nó có thể ảnh hưởng đến cái đất đến cái đất mà nó cũng bị rủa xả bởi cái sự gian ác của con người thì họ vẫn tồn tại cho đến thời điểm của đức chúa trời cho nên thưa quý vị ngày hôm nay mình thấy kẻ ác vẫn tồn tại không có nghĩa rằng đức chúa trời không muốn không làm gì hay là đức chúa trời thất bại trước cuộc đời của họ thưa không đức chúa trời không hề thất bại đức chúa trời vẫn có đã và đang làm ở trong chương trình và kế hoạch của ngài cho nên việc của chúng ta là làm gì cứ tin cậy chúa trông đợi chúa và sống đừng nguyền rủa danh của chúa và đừng xúc phạm đến danh của Chúa và đừng xúc phạm đến nhau và đừng nguyền rủa nhau bởi vì tất cả chúng ta đều là thầy tế lễ của nhà vua. Đơn giản vậy. Đầu chúng ta cẩn trọng ở trong nếp sống của mình hàng ngày, nhất là cái chuyện thầy lay qua lại đó nha. À, mình dễ rơi, cả tôi cũng vậy, mình à, mình phải ăn năn mấy cái chuyện này để mình sửa lại ở trong đời sống của mình lúc nào cần nói thì nói một vài lời lành để mang sự gây dựng cho nhau chứ không không cần phải nói hành ai nữa bởi vì như có lần tôi nói đó tôi thật sự đã xấu rồi mà còn nói xấu làm chi nữa cho nó xấu hơn đúng không xấu rồi thì không cần phải nói nữa nó nó dậy rồi nó xấu rồi thôi cứ cầu nguyện cho nhau để mình đi đến giai đoạn được tỉa sửa và tốt hơn chút không cần phải thầy lay like, cũng không cần phải nói gì hết Nếu cần phải nói nói một lời lành để gây dựng nhau đó là điểm chúng ta nên nói rồi tiếp tục ở trong câu 17 ai đáng chết ai đánh chết bất cứ một người nào thì sẽ bị xử tử nè Nà, Cái này là lực gọi là lực à, à, mắt đền mắt răng đền răng đó rồi câu 18 ai đánh chết một con vật thì phải bồi thường vật sống đền vật sống à, hãy giết chết con vật của người ta thì đền cái vật sống đó lại cho người ta người nào gây thương tích cho người lân cận mình thì phải bị xử tự vì phải bị xử với nó như nó đã gây thương tích cho người ta nghĩa là mình gây thương tích cho người ta ở chỗ cái tay thì mình cũng sẽ bị lại y như vậy để chịu lại y như vậy. Xương đền xương, rồi đây nè, à, những cái lực nè, xương đền xương, mắt đền mắt, răng đền răng nè. À, ai đã gây thương tích cho người khác thể nào thì phải chịu thương tích thể ấy. Fair, đó là tất cả những gì của sự công bằng. Kẻ nào à, làm chết một con vật thì phải bồi thường, ai giết à, chết người thì phải bị xử tử, à, giết người thì phải bị giết lại. À, các con chỉ có một luật áp dụng cho cả ngoại kiều lẫn người bản địa vì ta là jehovah đức chúa trời của các con à, thưa quý vị rõ ràng ở đây à, mắt đền mắt răng đền răng à, làm cho người ta làm sao thì mình phải làm lại y như vậy nhưng mà tới cái thời của ân điển thì chúa chúa dạy chúng ta vượt xa hơn cái này mình không những là chỉ mắt đền mắt răng đàn răng giờ nó thường quá rồi bây giờ chúa đã tạo nên cho chúng ta một cái tiêu chuẩn cao hơn xa hơn vượt lên trên những cái điều đó và chúa nói là gì nếu kẻ thù các ngươi cho có khác thì cho uống kẻ kẻ thù các ngươi có đói thì cho họ ăn à, có thiếu thì cho họ mặc rách rưới thì cho họ mặc À, quý vị thấy rồi, Chúa làm gì? Ở công, trong Matthew là Chúa ban mưa cho người công bình, Chúa làm nắng cho kẻ ác và công bình y như nhau. À, vì vậy, thưa quý vị, đến trong cái thời của chúng ta, Chúa dạy chúng ta bước ra khỏi cái giới hạn tự nhiên đó, để mình sống vượt lên trên cái giới hạn tự nhiên đó, để mình kinh nghiệm mình là con của Đức Chúa Trời nó như thế nào. Bình thường thì mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng ở trong cái tiêu chuẩn của Chúa, trong cái cách của Chúa đó là gì? Vượt xa hỏi cái đó. Thay vì mắc đền, mắc răng đền răng thì mình đền hơn cái đó nữa. Mình làm tốt hơn cái đó nữa. Có nghĩa rằng là họ đánh mình, mình không đánh lại. Họ giết mình, mình không cần phải giết lại. Nó như vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì hãy để cái sự báo trả đó lại cho Jehovah, Đức Chúa Trời của mình. Là đấng công bình sẽ xét đoán cho cho nên ở những cái điểm này chúng ta thấy rằng à, những cái bài học rất là quý giá cho cuộc sống của mình hiện tại ở trong cái sinh hoạt của mình có thể mình đang hơn thua tranh giành với ai đó trên cái nguyên tắc gọi là fair fairness có nghĩa là anh lấy tôi đồng tôi lấy lại anh đồng anh tác tôi cái tôi tác lại anh cái quê anh à, anh làm hại tôi tôi làm hại anh quê không phải mình không sẽ không sống cái nếp sống quê nhưng mình sống cái nếp sống vượt lên trội cái quê đó kẻ thù của mình có làm hại mình đã từng hàm làm hại mình có những người đã từng làm hại mình nhưng rồi cuối cùng cũng làm gì cũng chạy lại đến tìm kiếm để sự nâng đỡ và giúp đỡ của chúng ta không phải vì cái gì đó phía trước đó mà mình 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 cứ ôm cái đó rồi mình không có tạo một cái cơ hội, mình không có làm những điều mình cần làm, nhưng hãy làm hơn cái đó để chúng ta thấy được cái luật mà Chúa Giêsu đã đặt ra cho chúng ta nó cao trọng và nó tuyệt vời như thế nào trong đời sống của mình. Vì vậy nếu chúng ta thấy được ở trong cuộc đời của mình đang mắc đền mắc răng đền răng thì cầu nguyện cho cho chúng ta thấy rằng kẻ kẻ thù của chúng ta có đói cho ăn, có khát cho uống hay cầu nguyện cho họ. Đó là điều chúng ta cần phải để ý. Câu 23. Môi xe truyền lại cho dân Israel những điều này. Họ đem kẻ xúc phạm ra khỏi trại và ném đá. Dân Israel làm đúng như lời được Sư Hô Va đã truyền cho Môi xe dạng đã truyền dặn cho môi xe thưa quý vị một trong những cái mà tôi nhận thấy cái điểm này đôi khi nó xuất hiện ở trong cuộc đời của mình ở khi mình vâng lời chúa để thực hiện một điều gì đó cho người khác rất dễ nhưng mà vâng lời chúa để thực hiện cái điều gì đó cho mình nó lại là khó có nghĩa là gì mình vâng lời Chúa, mà làm đúng y lời của Chúa, ném đá, những người này. Mình làm điều đó rất dễ. Nhưng thưa quý vị, mà nếu mình vâng lời Chúa để sửa lại đời sống của mình hay là hay là sửa những cái yếu đuối, cái sai trong đời sống của mình để quay trở lại với Chúa thì tại sao cái đó nó khó? Thế nên mình cầu nguyện nhiều để Chúa cứu mình. Mình sửa người khác rất dễ mà mình sửa mình là không không dễ chút nào. Đây là một trong những cái mâu thuẫn mà chúng ta cần phải à, quan tâm thường xuyên, thường xuyên cho chính mình à, để mình không có quá chủ quan về cuộc đời của mình và cái sinh hoạt của mình. Khi mình quá chủ quan trong những cái sinh hoạt đó thì chắc chắn chúng ta sẽ đi đến một cái giai đoạn mình xem thường tất cả những giá trị mà Đức Chúa Trời đặt chung quanh từng cuộc đời của chúng ta và chúng ta chỉ làm theo những cái gì mà mình mình có một cái cảm nhận mà mình làm mình rất sốt sắng làm những cái chuyện sửa cho người này sửa cho người kia nhưng mà mình không có sốt sắng và siêng năng làm cái việc sửa chính mình mình có thể nói người này người kia khiêm nhu mềm mại nhưng mà chính mình lại không có những điều đó và thưa quý vị đó là một trong những cái thách thức cho tôi cho từng cuộc đời của quý vị nên tất cả chúng ta cùng nhớ nhau, nhớ cái yếu đuối của mình. Nhớ cái yếu đuối đó để cầu nguyện cho nhau. Hãy nói, hãy nói nhiều khi mình nói người khác là mềm mại, ăn năn, xưng tội. Nhưng mình lại không không làm việc đó. Ngay bây giờ Chúa Thánh lên cáo trách mình rất nhiều điều, mình nhìn vô đời sống của mình, Chúa cáo trách mình cái nói xạo kia kìa. Chúa Thánh Linh cáo chỉ cho mình cái điểm điểm sai chỗ kia kìa. Chúa Thánh Linh chỉ cho mình cái không thành thật kia kìa. Chúa Thánh Linh chỉ cho mình cái nói bậy kia kìa. Chúa Thánh Linh chỉ cho mình cái tư tưởng ô quế đó đó. Chúa Thánh Linh chỉ cho mình cái cách không đúng này cái cách không đúng chú chỉ cho mình nhiều thứ lắm nhưng mà nếu mà mình chú bảo mình hãy làm điều đó cho người khác đi mình làm liền nhưng phần của mình là mình không làm cho nên ở đây môi xe truyền lại cho dân Israel những điều này họ đem kẻ xúc phạm ra khỏi trại và ném đá nó. Nếu Chúa nói hãy đem con ra, ra khỏi khỏi trại và ném đá chính mình thì mình làm sao? Mình cũng lý luận bào chữa dữ lắm phải không? Rồi gì nữa dân Israel làm đúng như lời được Jehovah truyền dẫn môi xe thứ ước ao mình làm đúng theo lời của Đức Giê-hô-va cho người khác cũng như cho chính từng cuộc đời của chúng ta đó là những gì mình đọc được ở trong đoạn 20, à, 23 này, 24 này à, mình đọc lại rồi mình cầu nguyện với nhau Đức Giê-hô-va phán với môi xe còn hãy truyền bảo dân Israel đem dầu ô liu ép nguyên chất đến thắp đèn để giữ cho đèn luôn cháy A-rôn sẽ đặt đèn trong đèn đó trong liều hội kiến bên ngoài bức màn che hòm chứng ước để đèn luôn cháy trước mắt Đức Sê Hô Va từ chiều đến sáng. Đây là quy định đời đời cho mọi thế hệ của các con. Aaron sẽ đặt các đèn trên các chân đèn bằng vàng rồng để đèn thường xuyên cháy trước mặt Đức Sê-hô-va. Hãy lấy à, bột lọc nướng 12 ổ bánh, mỗi ổ bánh cân nặng 2 kg rồi xếp thành hai hàng, mỗi hàng 6 ổ trên bàn bọc trên bàn bọc vàng rồng trước mặt Đức Sê-hô-va. Trên mỗi hàng hãy rắc ngũ hương, nguyên chất để tượng trưng cho việc dân bánh như một tế lễ dùng lửa dâng lên Đức giê hô va mỗi ngày sa bát a rôn phải thường xuyên sắp xếp các ổ bánh này trước mặt Đức giê hô va thay cho dân israel như là một giao ước đời đời bánh đó thuộc về Aaron và các con, con trai người họ phải ăn tại một nơi thánh vì đó là phần rất thánh dành cho họ từ các tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Jehovah đây là quy định đời đời cho mọi thế hệ của các con có một đứa con trai mẹ là người Israel cha là người Ai cập đến giữa dân Israel và đánh nhau với một người Israel trong trại con trai của người đàn bà Israel ấy xúc phạm và nguyền rủa danh Đức Giê-hô-va người ta dẫn nó đến môi xe tên của mẹ nó là Selomit con gái của Debri thuộc bộ tộc Đan người ta nhốt nó vào ngục cho đến khi ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ ràng Đức Giê-hô-va phán với môi xe hãy đem kẻ nguyên rủa đó ra ngoài trại tất cả những ai đã nghe nó nói và đặt phải đặt tay trên đầu nó và toàn thể hội chúng phải ném đá nó. Rồi con hãy nói với dân Israel rằng người nào nguyền rủa Đức Chúa Trời sẽ bị sẽ phải mang tội ai xúc phạm đến danh Đức Giê-hô-va sẽ bị xử tử cả hội chúng sẽ ném đá người đó. Dù là ngoại kiều hay người bản xứ ai xúc phạm đến danh Đức Giê-hô-va đều bị xử tử. Ai đánh chết bất cứ một người nào thì sẽ bị xử tử, ai đánh chết một con vật thì phải bồi thường vật sống đền vật sống, người nào gây thương tích cho người lân cận mình thì phải xử với nó như nó đã gây ra cho người ta xương đền xương, mắt đền mắt, răng đền răng, đã gây thương tích cho người khác thế nào thì phải chịu thương tích thế ấy. Kẻ nào làm chết một vật kẻ nào làm chết một súc vật thì phải bồi thường ai đánh chết người thì phải bị xử tử các con chỉ làm một luật các con chỉ có một luật được áp dụng cho ngoại kiều lẫn người bản địa vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các con. Môi-se truyền truyền lại cho dân Israel tất cả những điều này. Họ đem kẻ xúc phạm ra khỏi trại và ném đá nó. Dân Israel làm đúng như lời Đức Jehovah đã truyền dẫn Môi-se. Thưa Chúa, chúng con người đọc xong đoạn 24 của sách Lê-vi, tạ ơn Chúa những sự điệp, những sự dạy dỗ của Chúa cho từng cuộc đời của chúng con nguyện chúa ban cho chúng con ơn của chúa để áp dụng và làm theo lời này hầu lời này ghi tạc vào lòng của chúng con một cách mau chóng và dễ dàng con cảm ơn chúa xin chúa dùng điều này để thanh lọc chúng con ở giữa đời này hầu chúng con biết sống cách nào đẹp lòng chúa căn cứ trên sự dạy dỗ này để lời chúa và thánh linh của đức chúa trời luôn luôn thắp sáng trong cuộc đời của chúng con hầu chúng con luôn thắp sáng ở trước mặt chúa và trong sự hiện diện của ngài tạ ơn Chúa rất nhiều và cầu nguyện cùng Chúa bao nhiêu lời trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn tất cả quý tôi con Chúa và trân trọng kính chào hội thánh. Hẹn gặp lại Lê Vị Ký đoạn 25.